ơi, đây là cái cây cây nho rất là ngọt nha mọi người. Đó, mợ mình đang hái nè, đã ghê chưa? Há luôn, ôi Ừ, đó, thắt há hàng rồi luôn, luôn. Mợ nhiều biết quá sao không? Kêu ổng kêu hái giùm đi. ha. Ừ. Ủa, Ôi ủa, sáng sáng ôi. Say. Say trái luôn á. nhiều lắm, Trời quay đây nè quà. ơi, Quà, nhiều ôi. quà, thấy không quà? Nghe Trời rõ ơi, lắm rồi. Hả? thấy không? Trời ơi, mình ơi, mọi người ơi, cái này là organic nha, tươi nha, phép nha, không có thuốc gì trong đây hết Ôi, nè. lắm lắm Thôi ơi, rớt luôn. Đây, dưới đây. Quá trời, cái cây này quá trời bự. Sao đã quá ta, con không biết cái cây nho này con gì con đồng luôn á. Wow, nhiều lắm mọi ơi. Mời mọi mình đi rồi thấy. Ôi. Ôi, hồi nãy con mới hỏi cái chú đó. Cái chú nó hái giùm đi chứ bây giờ nó rụng quá rồi. Kêu mấy người làm ở bên đây hái giùm luôn mà mấy cái ông này nè. Ông đàn ông chứ. Ông ăn. Ôi, đã không mọi người. Ôi. Sướng không? Ở bên kia nhiều lắm quà. Trời ơi, chắc con ra con lấy cái bào. Để con nhớ cả. Đi, Ở đây đi nè, ở ra. đây Wow. Ô quá trời Trời luôn quà ơi, ơi. nguyên một cây luôn á mà. Sướng luôn á. Trời ơi. Ôi, đúng là mình. Quá rồi, sướng rồi. Ủa. Trời ơi, đã Đẹp luôn mà. rồi. Wow, đẹp rồi mà. Chụp ảnh đẹp ghê á. Thôi ôi đã rồi. Một lát mình chụm lại nguyên một bó mình cầm lên là đẹp dữ lắm. Ủa, Mà. nó nghe nè. Ủa, Có không? ủa, xuống Quá trời luôn. luôn. Để con gọi đồng minh hái phụ coi. Trời ơi đã không mọi người. Đó. Nó ngọt lắm. Nho này ngọt lắm nha mọi người. Giờ lấy bao đi. Nho Mỹ ngọt Nhanh lắm. lấy bao đi. Trời ơi. Trời ơi, mở thấy đã luôn mẹ. Mẹ coi mẹ. Trời ơi. Đã không mọi người. Đó, một ngày thu hoạch nho của mình là đây nha. Một ngày thu hoạch nho nha. Mọi người thấy đã không? Đó, nguyên một cây nho chà bá luôn. Đó, mọi người thấy không đây? Ô, đó, hai cô nàng đẹp gái đang lên hái nho thu hoạch nha. Thấy không? Xách ba lô đựng nho luôn đó. Trời ơi, dữ chưa? Còn nàng bên kia là bận riếp với lại bận quần sọt không à. Đó. Đẹp chưa? Mở mình á. Đây. Quá rồi. Rồi anh đưa bao bố vô rồi kìa. Ừ, đẹp quá à, em đang thu hoạch nho mà anh. Ừ, anh dục vô đi là mẹ lấy cho. Ôi đã ghê không? Ôi đất ơi, mở tôi nè, sách. Ôi ẩm mà đùm đề luôn. Anh, cái clip này là đã luôn á anh. Trời ơi, lên luôn. Cái cây nho vậy nó ngọt ghê luôn á mà mọi người. Nó nhỏ nha nhưng mà nó ngọt lắm. Trời ơi, không biết là cây nho luôn nha mọi người. Mình là đi coi nhà. Đó, có nhà người ta xây rồi cái chủ khu vực này mới nói là cái cây này là cây nho, mình thấy cây nho. Chủ khu vực này nói là bây giờ hái giùm tôi đi. Thích thì hái đi ngọt lắm. Chứ để mà nó rớt hả đùm đầy dưới đất rồi cũng dọn mất thời gian mà còn Mở vô vô đây mát luôn. Trời ơi. Mở tôi vô chốn nấp lùm luôn rồi kìa. Ôi quá trời luôn nè. Kiểu này chắc con, trời ơi, kiểu này chắc con lựa cái cây nào mà cho mẹ với mợ vô hái là chắc hôi đã luôn rồi. Hả mẹ, chắc có cây nho, cây táo nào hay là cây gì, cây cam nào kiểu này là hái là hôi đã luôn rồi. Ủa nó làm cái khung để treo á mẹ ơi. Nè. Rồi.
Mẹ cái cây này con không biết là cây lá không nho mẹ. Ừ. Wow, vậy hôm mình vô bán mà nhiều khi mình nhìn mình không biết là cây gì. Thu hoạch. Ủa cái này là cái đợt 2 phải không? Ơ nhiều vậy đó hả? Trời ơi, đất ơi, còn đợt 1 đâu? Đằng kia kìa. Ôi đất ơi, mình bây giờ bây giờ bỏ vô đi. Bỏ vô đi rồi mình thấy. Trời ơi, đã ghê chưa mẹ bánh đi mẹ. Biết chừng nào lên đây mẹ ha, mẹ hái không được ha, mẹ hái hả? Người ta rụng ha, rớt người ta cũng bỏ. Mình á hả, giúp người ta dọn dẹp sạch sẽ. Con mới biết luôn á, chắc mỗi ngày mình tới đây quá mọi người. Mình hái về đó, mình chia cho bà con cô bác đó. Rồi xong rồi cái mà mình ha rửa liền á mình ăn. Ôi ngon lành luôn. Vui quá mọi người. Trời ơi cái này là hái vui nè. Hái mà vừa ăn ngon mà vừa hái vui nữa. Đổ ngoài kia đây là vô ấy nữa chứ giờ sao vậy? Nó nghe nè, thôi đi ra lần thôi thấy. mấy ông contraction lắm đấy. Ủa đây đang làm gì thấy nhô. Nhìn dòm hoài thấy lá không? Trời ơi, không những thấy thì cái cây nho này nè mọi người nhìn nó hoài thấy lá không à nha, không thấy trái nha. Mà hả? Đất nhiều đâu, giờ mình ôi sao đã ghê á mẹ. Có con túm như đây mà quá trời nho, mà cần gì phải đi mua nho mọi người. Ôi đất ơi. Con biết đi mua cái cây gì trồng. Ôi đất ơi, không bây giờ con đi kiếm, đi vô hôm con kiếm, con không biết cây này là cây. Lấy cái lá này coi. Đó. Cái lá này là lá nho nha mọi người. Trời ơi. Nghĩ sao nhìn nhỏ xíu mà đâu ra lá nho. Nãy giờ con tưởng là con hỏi mẹ là con hỏi mẹ với mọi là cây đó cây lan hay cây gì á. Cây bí hay cây gì á. Tưởng đâu cây kỉ ha. Đó, hai người tháp tùng coi chừng rớt lưỡng xuống nha, một người bợ trong người sách dưới vậy mợ. Biết sao không? Biết sao sợ nặng quá, không được. Thôi chắc mạnh thêm rồi. Rồi, được. Mở cái bí. Mở cái gây gây trong sổ hả? Ủa, cái lùm kia sao dục hả? Lùm kia thấy rồi. Để đi, để anh lùm kia. Đã, để con xem sắp đã. Anh ơi, qua đây, lùm nhầm chùm nho đi. Ở khi ở mẹ khiêng ra ngoài này là được rồi. Đi mở. Con với mợ khiêng ra ngoài này anh đứng ngoài đó anh khỏi vô không chị. Ờ mở bỏ dưới. Bỏ dưới. Bỏ dưới. Ờ đó, đó có dừng bể nha đấy, hơi đi dập về còn. Còn nước không á. Cậu với lại ảnh bơ bỏ lên. Để qua cảm ơn thằng cái. Để qua cảm ơn cái chú này. Trời ơi vô dịch lắm vô. Bài chay nước nữa. Trời ơi, anh ơi anh lấy hơi đi không thì mua bốn cây này về. Không có chiếm diện tích nha, chút xíu thôi nha anh. Mà quá trời nho luôn nè mà anh. Trời ơi, quỷ thần ơi, lát hơi mình đi vô mình kiếm. Kiếm mình có, ừ để em cậu được hả mẹ. Cái gì hai ông này không gì tụt lên. Trời ơi, con kìa. Chồng mình với cậu mình rồi đó. Giờ khiêng ra xe rồi đó. Dữ chưa? Dạ. Còn nhờ mà, nếu mà cậu mở can đảm mà nhảy ra quay khỏi qua đó cũng được. Thôi mẹ. Trời ơi. Thank you I will call for. Mọi người thấy không? Nguyên khu này là trồng nho hết, nguyên vàng nho. À vậy là nó để vậy mốt hả, nó ra là tùm giống y như cây nải luôn anh. Đúng rồi, người ta phải anh phải mua cái trong khu nhà mới đó, là phải mua cái khung này nè, rồi anh làm rồi anh mới nho mới sân xơi được để nó ra lá. Ô cái cây này bự rồi nè, cây này ra lá nè ha. Trời ơi đã. Ủa vậy nho mốt rồi vô đây hái tự nhiên đó, nó trồng đó. Nó là tự do mà trồng về có cây nhỏ xíu đây. Ủa, có cây nhỏ xíu à. Ồ, nó mua cây xíu à. Ủa, phải mua cái hàng rào nó mới đúng em ơi.
không? Đúng rồi, phải mua hàng nào nó mới lên. Ơi, khu này là khu nhà của ba mẹ mình nha. Là có cái đất rộng lắm, nó tên là gì? Massville. Massville Hills. Hả? Trong này còn đất nhiều đang xây. Hôm nay thì trong khu này chưa có mở cái model home, cái nhà mẫu cho mọi người coi, để mình vô mình view cho mọi người coi, nhưng mà không có, chưa có nhà trong đây, là người ta bán hết rồi, người ta ở hết là trong khu này. Nhà ba đây phải không? Đúng rồi, nhà ba nè, 1845 chính xác. Nhà của mà mình thì dạng ngói, nhà ngói. Kế bên là không phải cây nho, mọi người không biết cây kế bên là cây gì nữa. Đó, người quét đường. Hai bên nhà khu yên tĩnh, nó có mấy kiểu lắm. Kiểu ba nóc liền nhau, ba chữ A liền nhau, hai chữ A liền nhau. Hai chữ A, bốn chữ A.